thưa quý vị, Mimi đang có mặt ở đây tại văn phòng của công ty Inachic Nhật Bản, máy nước Kongen ở miền nam California. Và có mặt ở đây với Mi là chiếc máy SD501 Level Lock. Và đây là cách bắt thông thường xưa quý vị. Tức là mình có nhiều cách bắt cho chiếc máy nhưng mà cách bắt này là chỉ bắt trực tiếp vào vòi nước phong tên và nước lành của vòi nước phong tên được đưa vào máy như thế thưa quý vị. Và khi nước được đưa vào máy này, mi bằng cho quý vị coi nè. Đó, khi nước đưa vào máy thì nhiệm vụ đầu tiên là máy có bộ phần lọc đó thì ở đây là quá trình xảy ra để loại bỏ những cái tạp chất những cái hóa chất được dùng trong quá trình xử lý nước và sau đó nó qua quá trình điện phân ở quá trình điện phân nó xảy ra gọi là nó những cái ion những ion tốt nha mang những khoáng chất có lợi cho sức khỏe thì nó sẽ đẩy ra vòi trên tạo ra dòng nước Hohen ở ba độ pH khác nhau từ 8.5 nè 9 chấm và 9.5 đó và bên cạnh đó khi nước tạo ra ba độ pH từ 8.9.9.5 thì ở vòi dưới nó cũng thải ra những loài nước ở độ pH thấp hơn mang tính axit cao là nếu mà mình bấm nước 8.5 thì ở đây sẽ tạo ra cho mình dòng nước ở độ pH 5.5 nếu mình bấm ở độ 9 chấm thì ở đây nó sẽ tạo ra cho mình 5 chấm và nếu mình bấm 9.5 thì ở đây nó sẽ tạo ra cho mình 4.5 dòng nước từ 4.5 5 chấm và 5.5 rất an toàn cho làn da và mái tóc vì nó có độ pH nó rất là phù hợp với làn da và mái tóc tất cả những cái gì liên quan đến làm đẹp thì mình lên save cái nước này lại quý vị đừng bỏ nha rồi, và dòng nước kế đến là dòng nước clean water. Đó. Clean water là dòng nước khi máy vào nước, nó chỉ qua được quá trình lọc, loại bỏ những tạp chất, những hóa chất được dùng trong quá trình xử lý nước và nó tạo ra cho mình nước bãi chấm dùng để có đi cái máy là pha sữa nè và uống thuốc có to toa của bác sĩ. Đó, và dòng nước ở độ 7.0 này không phải là nước y ông hóa, nó chỉ là một dạng nước lọc mà thôi. Rồi, và cái đến ở đây là dòng nước Beauty Water. Dòng nước này thì dùng cho mình làm đẹp. Vì cái độ pH nó matching với làn da và mái tóc của mình. Thì thường thường nè, chị em phụ nữ của mình hay bỏ tiền ra đi mua những cái toner rất là mắc tiền. À, người ta gọi là nước hoa hồng đó. Thì nó tùy theo ý hiệu mà nó mắc hay nó rẻ nó từ 18 đến 2, 3, 4, 50 đồng tùy theo nhưng mà ở đây khi quý vị có được chiếc máy này thì cái dòng nước này nó sẽ là gọi là unlimited thưa quý vị đây bấm một cái nha mở thử nè đó và mi hứng vào đây đó và mi xịt vào mặt xịt vô đó để khô rất là đẹp kế đến là dòng nước strong acidic water để làm được dòng nước strong acidic water thì ở đây nó phải có một hộp gọi là học đừng nước muối để làm chất xúc tác thưa quý vị và khi mình bấm nút strong acidic water thì máy luôn luôn tạo cho mình hai vòi nước Hai dòng nước ứng với hai vòi này. Vòi trên là nước 11.5 thưa quý vị là mang tính kiềm mạnh và dòng dưới là nước strong acidic water mang tính axit mạnh. Thì thường thường là Mi thường hứng vào trong các bình như thế và Mi có à, viết lên để mình biết rằng là nước nào dùng để làm gì. Tức là dòng nước ở độ 11.5 là dùng để mình lau chùi mở màng này dùng để tẩy trang này dùng làm makeup remover nè, tất là những cái gì liên quan đến uh, remove stain thì nó sẽ dùng cho dòng nước này hoặc là mình có thể làm uh, um, long detergent tức là thay thế cho nước xà bông đó và áo quấn và cái vòi dưới này thì mi um, hứng lại là làm gọi là tất cả những cái gì mà anti bacteria disinfected tức là làm việc tẩy trùng cầm máu cả những gì liên quan mang tính diệt vi khuẩn hoặc là mau thưa quý vị thì mi điều hướng lại ở đây và để phân biệt được thì nếu quý vị không có label này thì cái nước mà strong acidic water này nó sẽ có cái mùi giống như cái mùi ở trong bệnh viện vậy tức là mùi bleach nó nó rất là hôi cho nên quý vị không thể nhầm lẫn được mở ra người một cái là mình thấy nó rất là hôi đó cho nên là uh, sơ lược trên đây là những dòng nước được làm ra từ máy nước Hongen đến từ Nhật Bản. Mọi chi tiết vui lòng xin liên lạc